Chị ngồi đi chị. Ừ thì dạ cũng có chuyện. Chuyện cũng có chuyện nên là mới muốn qua đây gặp em gấp như vậy. Dạ, dạ chuyện gì nghiêm trọng không chị? Em bữa giờ là em không có nói gì nữa đâu nha chị. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của cả đời chị. Nó là hạnh phúc và là danh dự của gia đình chị. Dạ. Chị mong em thấu hiểu. Dạ, rồi chị kể em nghe. Chị cần em điều tra về đời tư của chồng chị. À. Chồng chị ảnh. Nhưng mà ảnh sao, ảnh sao, ảnh sao? Chị bình tĩnh, bình tĩnh. Sao thì cứ kể em nghe từ từ, em nghe. Ảnh có bồ. Ảnh có bồ rồi. Cuối cùng thì ảnh cũng đã có bồ. Chồng chị mà có bồ. Đúng. Bất ngờ đó đúng không? Nhưng mà chồng chị là một cái người đàn ông mà bao nhiêu năm qua chị thờ phụng. Đúng. Chị tôn kính. Đúng. Vậy mà cuối cùng anh ấy cũng đã có bồ. Nhưng mà sao, nhưng mà sao? Rồi cái phải có cái triệu chứng gì của ảnh thì chị mới kết luận là ảnh có bồ. Chứ mà tự nhiên chừng như chị kêu ảnh có bồ thì kể nghe coi. Nói tóm lại là chị chắc chắn là anh có bồ. Nhưng mà em cần em điều tra cái con hồ ly tinh đó là con nào. Tao xé, tao cào nát mặt nó. Nhưng mà dạo gần đây anh hay thơ thơ thẩn thẩn. Rồi. Cười một, cười hai. Một mình. Hai. Anh lại còn đi học vẽ. Học vẽ nhiều như anh thích à? Học đàn. Học đàn. Học hát. Rồi anh về nhà bắt đầu anh luyện những cái điều đó. Anh không đếm xỉa gì đến chị, anh không đếm xỉa gì đến gia đình. Anh tối ngày anh cứ hát lơ nghe lơ ngơ chị. Rồi anh ngồi anh vẽ. Xong rồi anh lại còn làm thơ nữa em. Làm thơ. Làm thơ. Cái này nguy hiểm nè. Thơ tình em ơi. Trời ơi, chị nghe anh làm thơ tình, trời ơi hay còn hơn thơ Xuân Diệu nữa đó. Trời ơi, kinh khủng vậy đó. Rồi nhưng mà, nè em nói chị nghe nè, đàn ông ngoại tình người ta hay lén lút lắm. Ví dụ như là cầm điện thoại mình đang coi á, cái là người ta kêu không, cái này là em đừng có động vô, là chồng chị có như vậy không? Có chứ sao không? Có luôn. Có, đầy đủ hết. Anh nói là em đừng có coi, anh đang làm công việc. Công việc gì vậy? Công việc gì mà dữ vậy mà không cho đúng chị rồi, coi? Đúng rồi, đúng rồi. Mà công việc gì không thấy, thấy làm thơ, ca hát lơ thơ lẫn thơ tối đúng ngày. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, được rồi, được rồi. Vì liên quan đến hạnh phúc của chị, em nhận lời. Em sẽ giúp chị. Tám. Dạ. Chị cảm ơn em. Anh không thích mèo kêu meo meo, anh cũng kêu meo 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 meo. Anh gửi em gửi nhau nhông meo. Hả? Cái tạch. À, này vậy. Còn con này nữa. Cảm ơn. Rồi. Miếng nữa, miếng nữa. Tháo cái này dùm đi. Tháo cái này. Nè, tháo ra. Giữ dùm đi. Giữ cái này làm bằng chứng, xong gửi cho bà Hải. Đây. Tội nghiệp bà. Cái này là suốt ngày đi rao giảng đạo đức. Mà ông chồng á hả? Cắm sừng lên đầu. Wow. Thêm một kiểu nữa nè. Đó. Cái này là mình sẽ gửi cho chị hai. Từ từ, mình phải bàn phương án tác chiến cái đã. Sao bây giờ sao? Tác chiến cái gì hết. Đang đi công chuyện ngoài đường tôi nghe bà gọi điện một cái là tôi bàn tới đây liền. Rồi rồi, bây giờ sao nè, bây giờ sao? Sao anh? Bình tĩnh, nó nghe. Bây giờ, chị, em sẽ gọi cho bà Năm bán cá với bà Sáu bán thịt. Hai bà đó đứng ghen lắm. Có gì hai bà? Dẹp đi. Sao giờ sao? Đợi mấy má nó tới hả? Rồi, bên này tụi nó xong hết rồi, còn cái gì nữa đâu mà lấy chứng cớ? Ừ. Bây giờ sao? Bây giờ chị với em vô xử tụi nó luôn. Ok, nhưng mà ai xử ai? Nhào, bây giờ tao không cần biết, bây giờ chị không cần biết. Bây giờ nhào vô để chị cho cha nội kia một bài học ra nha. Ok. 1, 2, 3, crash. Cái gì vậy? Bao nhiêu năm rồi anh hỏi anh, tin tưởng anh như thế nào? Cuối cùng anh cũng là cái loại đàn ông vậy. Ủa gì, chị đang làm gì đây vậy? Làm gì vậy? Ủa là sao chị? Phương. Là con hả? Cái gì vậy em? Cháu họ. Cháu họ của chị. Cái gì vậy? Tự nhiên cái hai người sắm sổ vô quýnh con này vậy? Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi,
em đi đánh ghen giùm cho con Tám nè. Trời ơi, chặt luôn. Có đánh ghen. Trời ơi. Đi đánh ghen giùm cho nó mà không ngờ đến sao vô địa chỉ này cái nhìn lộn luôn, không nhận ra anh luôn á. Trời, anh ngồi sờ sờ ở đây mà em không thấy hả? Không, vợ không nhận ra chồng, tại bữa nay cho chồng cầm đèn rồi chồng ăn mặc nhìn chồng nghệ sĩ quá, nhìn chồng không có giống như ngày thường, thành ra vợ không có nhận ra luôn á. Tầm mắt tầm mơ tự nhiên vô quýnh nhỏ xói xả rồi xong la anh lấy lại quýnh anh quá trời vậy anh không... Tự nhiên rủ cháu của em đi đi ăn sushi, không nói gì cho em biết. Sao? Cái này là bí mật của chú hai, con không có nói được đâu dì ơi. Bí mật gì vậy? Vậy là anh nhờ cháu của em giúp anh làm chuyện gì đó lén lút sau lưng em sao? Nè, nhìn vô mặt anh nè. Nhìn vô mặt anh nè. Ừ. Biết anh tới đây làm chi không? Làm chuyện mời em. Mời làm cái gì? Chứ nhờ cái gì mà không nói em nghe. Tôi nhờ cháu á là tới đây á rảnh á ăn uống, bao ăn uống xong chỉ tôi đánh đàn, tập bài hát tôi tự sáng tác. Rồi xong tôi gửi tặng cho mấy người để tạo bất ngờ. Vậy mà phá hỏng hết cái sự bất ngờ của người ta. Mấy lâu nay anh tập làm thơ. Thì đó. Anh học hát. Anh học đàn. Ừ. Là để anh dành sự bất ngờ đó cho em á hả? Kỷ niệm ngày cưới của mình 2 năm. Vậy mà em phá hỏng hết trơn à. Ba. Trời ơi, vậy mà tại sao anh không nói cho em nghe ngay từ đầu đi, đâu có cần phải làm bất ngờ gì chứ. Bất ngờ thì phải giấu chứ, tự nhiên cái bật mí ra sao được. Thôi dẹp đi, không có cần phải đàn hát gì hết, không cần quà gì hết. Cái bất ngờ này chính là món quà của em rồi. Ba. Bởi vì ghen tuông quá, đã phá hỏng hạnh phúc của gia đình.